chừng hắn hồi phục rồi. Viêm Trảm toàn hồi. Hắn chém mà không cần nhúng tay. Phạm vi rộng quá. Hơi thở của âm thanh tứ hình hưởng cảm vô giác. Nhảy biến mất rồi. Phu quân ở đằng sau. Hinachuru, để thiếp đánh lạc hướng khăn quấn cho. Phu quân Tengen, chàng đừng lo cho thiếp nha. Hãy tìm con quỷ để. Không nhận ngươi cũng có gan lớn hả Hinachuru. Phải giải khăn quấn, chẳng được quá. Hinachuru. Phu quân Tengen, nếu như tiêu diệt được quỷ thượng huyền, chúng ta hãy quy ẩn giang hồ rồi sống như những người bình thường, có được không phu quân? Điều đó không có nghĩa là những người đã từng ngã xuống trong cuộc đời làm nhẫn giả của chàng sẽ sống lại. Nhưng mà nếu không thể quyết định rõ ràng lúc nào cần rút lui thì không thể ngẩng cao đầu mà sống dưới ánh mặt trời được đâu. Dù cho lúc đó bốn người chúng ta không còn ở bên nhau nữa thì cũng không việc gì phải buồn hết. Nhúng tay lại. Cử động đi, cử động đi, cử động đi, cử động đi. Hắn lại ra tay giết người rồi. Lại có người sắp bị giết trước mắt mình. Mình phải giúp đồng đội một tay thôi. Hắn không thể cảnh giác như mình. Vì mình quá yếu. Nửa tung đồng hắn không lường trước được. Phải dùng vũ khúc, dùng hỏa thần vũ khúc. Nhưng nếu dùng nó thì khoảng cách này. Làm sao đây? Phải nhanh lên. Suy nghĩ đi, phải làm sao đây? Nghĩ cách đi, nghĩ cách. Việc mà bản tôi có thể làm hết mức, việc mà bản thân bây giờ có thể làm được là... Thân thủ của thằng nhóc này cũng khá là nhạnh đó nhờ. Nếu nói về năng lực của thằng nhóc này thì thân thủ của nó đâu thế nào linh hoạt đến mức như vậy được hả? Phải phối hợp nhịp nhàng. Mình phải phối hợp giữa hơi thở của nước và hỏa thần vũ khúc. Nếu làm như vậy thì khả năng tấn công sẽ cao hơn khi chỉ dùng hơi thở của nước, và thân thủ sẽ bền hơn khi chỉ dùng hỏa thần vũ khúc. Chắc là từ trước tới giờ những kiếm sĩ diệt quỷ đều chiến đấu với quỷ bằng cách đó, biến đổi nó thành dạng mà sức mạnh của bản thân có thể phát huy tốt nhất. Vì họ suy nghĩ thấu đáo, thì Urokonaki cũng đã từng dạy cho mình cách chiến đấu như vậy mà. Dù hiện tại mình không thể nào thuần thục hơi thở của nước với anh Tomioka, nhưng mình cũng không để công sức dạy dỗ của thầy ấy đổ sông đổ biển được. Đã đến lúc kết thúc cuộc vui rồi nha. Kamado Tanjiro, chân thành cảm ơn cậu nha.